Chào các bạn, trận cờ là một lần tập kích vô cùng cao thâm của cao thủ vào ngay trận địa của đối phương. Cứ vậy cho tới khi chiến thắng với những đòn cờ vần vũ mãn nhãn người xem, hệt như là một màn trình diễn siêu đẳng vậy. Cuộc chiến giữa Tiểu Duyên, Ngọc Diện Thần Quân và Đại sư Trương Ngọc Triều giải quốc thủ tái Trung Hoa năm 2013. Trong trận này, Tưởng lãnh tiên, binh bảy tấn một, Trương đối chốt, thì Tưởng triển tà pháo thành trung lộ. Trương tới đây mã 8 tấn 7. Khai cục có tính biến đổi, nhưng Tử Xuyên mới chính là người gây bất ngờ. Tại đây không phải là mã 8 tiến 7 để đưa về một bối trận cơ bản quen thuộc của trung phá tiến tam binh đối bình phong mã. Nghĩa là chúng ta phải làm một phép đối xứng, giữa trục nối hai tướng quân với nhau. Tại đây lựa chọn của Tưởng là mã 2 tấn 1. Quân ngựa này ném ra biên này, bởi vậy cũng là một cơ sở Trương Ngọc Triều pháo 2 7 5 thuần pháo cuộc. Tử Xuyên mã 8 tiến 7 phát triển vội vàng, Trương đưa ngựa nhảy lên thuần pháo. Nhưng Trương Ngọc Triều lại xông chính mã, còn Tưởng Xuyên thì chỉ có được một binh bảy là dốc lên được. Bởi vậy lấy xe 9 bình 8 lộ diện trước đường chủ lực. Nhưng Trương Ngọc Triều thì mã 7 tiến 6 cũng nhập cuộc được ngay. Đòn mã còn lại khó mà giữ nổi trung lộ, Tưởng Xuyên chỉ có thể phòng thủ bị động. Xi 4 tiến 5, Trương không ngần ngại, xích mã này tiêu diệt. Tưởng Xuyên đưa mã 7 phát triển lên cửa hà, tránh chuyển kích đổi ngay từ đầu để đối phương đưa pháo này quật qua. Thứ nhất là dễ bể tạo thế tiến công, và thứ hai cũng lợi ra thực lợi. Tới đây quyết định của Trương đưa mã 5 rời về, ngăn cản Tưởng Xuyên sẽ làm điều tương tự, tức là mã 6 tiến 7 đạp được chốt của mình. Tưởng Xuyên pháo phải qua sông ngay, chuẩn bị là đánh thẳng vào chốt. Quân binh này tất nhiên khó mà giữ nổi. Trương tới đây dùng pháo để tiêu đổi, Tưởng 3 tiến 5 rồi Tưởng 3 cũng bổ, làm cùng cố chắc về trận địa. Khi mà tới đây, Trương Ngọc Triều cả hai xe còn chưa kịp xuất đầu lộ diện, còn Tưởng Xuyên thể hiện rõ mưu đồ về mặt bối trận. Pháo này của sang nhòm được chốt để có thể đá trả, và cũng như việc tới đây C1 bằng hai lộ diện đủ để giữ an toàn cho quân ngựa đường biên. Khi mà Tưởng đã bổ lên ở cánh bên kia, quyết định của Trương là C4 tiến 5, rồi Tưởng đưa C1 bằng hai truy đuổi. Trương bình pháo vào, và Tưởng Xuyên dùng xe phải lao lên tuần hạ. Bởi vậy một nước ngựa này sẽ tìm cách để phát triển, dùng ý của Tưởng sẽ là ở đâu. Quyết định của Trương lấy C1 xuất đầu, nhưng đúng ngay vào lỗ sườn. Bởi vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện những điểm cờ rất hay. Tưởng Xuyên mã 1 thoái về đường 3, đây chính là thủ đoạn đã được chuẩn bị của ông vua khai cuộc. Chuẩn bị là mã 3 tiến 4 phát triển giao chân với mã còn lại, tạo nên một thế trận liên hoàn vững chắc, công thủ đều vẹn toàn. Trương Ngọc Triều đưa xe còn lại nhập cuộc ngay, lại cao xe lên đầu Tưởng. Quyết định của Tưởng Xuyên cũng dùng xe 8 xuất đồng, tiến kỳ hạ đuổi mã, hay là cứ để giam cầm vậy, giờ chuẩn bị binh bảy có thể vượt qua hạ. Nhưng nước cờ này là một kỹ thuật rất cao của Tưởng Xuyên, cho dù thấy trước mà Trương Ngọc Triều khó để ngăn cản, kiểu giữ binh bảy của Tưởng Xuyên cũng qua được sông cả, và chiến ngựa chính là nạn nhân e rằng khó mà chạy thoát nổi. Nhưng tới đây về phía của Trương lại tương kế tử kế rất tài tình, chỉ cần lấy pháo 6 tiến 1 đã trả. Chuyện là gì, xe 8 có thể lao qua, nhưng cũng bởi vì vậy mà đi ngay vào hiểm địa. Pháo đường 7 tới đây đã trở thành mục tiêu. Pháo này mà động đậy, mã chỉ cần tiêu diệt luôn cả xe. Bởi vậy lúc này Tưởng Xuyên đã thuần thế dương khiên, binh 7 tấn 1 ủi qua kích đổi. Nếu như dùng pháo này tiêu đổi thì Trương Ngọc Triều sẽ bất lợi, khi chốt chỉ cần tấn 1, thành thử kể cả mã 3 cũng rơi vào thế thảm. Cho nên tới đây quyết định của Trương khá táo bạo, Tưởng 5 tấn 3 chơi đối công. Tưởng Xuyên buộc phải lấy xe này tiêu diệt vào, chấp nhận một cái giá phải trả như vậy, sớm mẻ đi một Tưởng, giờ đứng trước chuyện đối phương sẽ tiếp tục kích đổi pháo để gây khó khăn vào đôi mã của mình. Trương Ngọc Triều đã chuẩn bị trước, xe 4 dâng 3 nước ngay. Chẳng những âm mưu vừa rồi Tưởng Xuyên không thể làm, mà giữ nguyên vậy thì mất quân. Tại vì sao? Nước cờ tiếp theo của Trương là chỉ cần đưa ngựa này về chốn ổn thỏa bằng cách lấy xe 9 hoành sườn, đỡ kiểu gì thì pháo đường 7 cũng ra đi cả. Cho nên tới đây chỉ còn đúng lựa chọn Tưởng Xuyên đưa ngựa đảo về. Để làm gì sau khi Trương lấy xe 9 hoành sang, nước cờ tiếp tục lấy xe 4 bằng 3 thủ tiêu vào pháo 7. Cho nên Tưởng buộc phải lấy xe 2 bằng 6 ngay, không còn cách nào khác cả. Chỉ cần thí được một Tưởng, nhưng Trương Ngọc Triều tạo ra một cuộc cờ đầy sức bật. Tới đây về phía của Tưởng Xuyên hơn một Tưởng, nhưng tại vì quân pháo đường 7 rơi vào thế nịch tử, không thể nào đi đâu được cả. Quyết định tới đây của Trương Ngọc Triều là Tưởng 7 đã tấn 5, Tưởng Xuyên binh biên tiến 1, rời Trương dùng C4 bình 3 thủ tiêu ngay. Nếu như lấy xe này tấn 1 thì thua một quân cờ,
tại vì pháo sáu cũng chỉ cần 7-3, thường xuyên sẽ phải bài. Cho nên đó cũng là lý do cho thủ đoạn bệnh xe sang ở trước. Phải lấy xe 7, bệnh 6 để diệt mã, đòi lại quân. Chưa nhẹ nhàng, tiến xe chấp nhận. Tưởng xuyên xe 6 tấn 1. Giờ trương, dùng pháo 6 để quay đầu. Vào bàn cờ chuyển ra một thế tàn, có phần nào khá đơn giản, nhị vị còn đúng thế tam tử. Tưởng xuyên thì lời tưởng, nhưng đổi lại trương ngọc chiều thứ nhất là dư một chốt 5. Và thứ hai, lực pháo mã trong hình cờ này cũng tỏ ra linh hoạt, cơ động và chỉnh tề hơn. Và sức bật cũng như tính phối hợp đa dạng hơn rất nhiều so với Tưởng Duyên chỉ còn đúng 2 mã. Lựa chọn của Tưởng Duyên, dừng xe 6 quay đầu, Trương Ngọc Triều lại tiến xe lên nhòm chốt. Tưởng binh đẩy tấn 1 thì Trương lại ém xe vào trung lộ. Tưởng Duyên binh 3 dốc lên ngay. Có lẽ rằng với hình trận đứng kiểu này, Tưởng Duyên chỉ còn một hy vọng duy nhất là cầu hòa. Còn Trương Ngọc Triều sau khi thí đi một tưởng, nhưng cuộc cờ lại đầy đủ sức bật, ắt hẳn tới đây sẽ có một cơ hội ngàn vàng để hạ sát một quốc thủ hàng đầu như họ Tưởng. Nhưng liệu có làm được dễ dàng hay không? Trương Ngọc Triều binh 7 tấn 1, Tưởng dùng xe diệt ngay. Trương binh 5 dốc lên và Tưởng Xuyên lại đảo xe dương hướng bên kia. Trương Ngọc Triều mã 3 phi vào trung lộ. Cách này sẽ sớm ổn khi quân ngựa có thể phát triển, mà Tưởng Xuyên không thể nào ngăn cản. Tại vì mã 5 tiến 3 nhảy lên đầu Tưởng, giờ tiếp tục là xe 8 binh 7 thì cũng chỉ cần binh 5 qua hà. Rõ ràng là Tưởng Xuyên không hề được lợi nếu như cứ bám giết mà ngăn cản. Quyết định của Tưởng Xuyên, xe 8 cầm chiếu ngay. Sĩ này rời về, rồi lại thoái xe về ba trường, bắt cả đôi. Ngựa này đã phóng lên, vừa thoát thân kịp thời vừa giữ lại, chờ đợi trong một nước cờ ngoại tạo. Thấy vậy, Tưởng Xuyên lại bẩy xe sang truy đuổi. Pháo này không thể nào đổi, xác suất hòa cuộc sẽ tăng lên một cách đáng kể. Cho nên Trương Ngọc Triều, sĩ 6 tiến 5 cùng khối trận địa. Rời Tưởng Xuyên, Tưởng 5 tấn 7. Trước sau cũng phải làm chuyện này, còn nếu như không mã 3 tấn 2, thành rất là một việc làm rất khó ngăn cản. Tới đây Trương dùng mã này phát triển theo hướng bên kia thon đường chém luôn cả chốt. Tưởng Xuyên cũng buộc phải làm vậy, nóng ruột hơn cả. Binh này mà dốc lên nữa, e rằng không còn quá nhiều cơ hội. Quyết định của anh lấy xe này tiêu diệt. Rời Trương dùng mã 1 tấn 2, như là một đòn cờ có sự chuẩn bị, mã thuận lợi để phát triển, nhân tiện là đe tưởng. Tưởng này quay về, giờ chỉ cần mã đảo về ngay. Mục đích cuối cùng, sau khi đã thực hiện ra một chu trình vừa rồi, mã 3 tấn 1, rời mã 1 tấn 2, mã 2 thoái về đường 4, đây chính là điểm đích cuối cùng, để chuẩn bị mã 4 tấn 3 thành rất là một tuyệt sát. Cho nên chẳng còn quá nhiều lựa chọn, sĩ này tấn lên, thì Trương dùng mã 4 thoái về, đánh đuổi. Xe này của Tưởng rút chạy, đã thuận đường đạp luôn cả chốt bên kia. Rời Trương Ngọc Triều, mã 3 tấn 2 để chờ đợi. Gọi là chờ nhưng thực chất là tư thế mai phục của một mãnh hổ đang vồ mồi. Hoặc là dùng mã này chém thẳng vào sĩ, hoặc là dùng mã 2 tấn 3. Cho nên việc không thể làm là bổ sĩ lên hay là sĩ 6 quay về được, mà phải quyết định Tưởng Xuyên đã điều xe sang hỗ trợ. Nhưng Trương Ngọc Triều cũng không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Mã này nhảy chiếu để cho tướng quân của Tưởng phải thượng lầu 2. Cho nên cả đôi sĩ lúc này cũng đã đều bị vô hiệu hóa cả. Trương Ngọc Triều phó 6 dâng qua để chờ đợi. Tiếp tục thì Tưởng đã bệnh xe. Chứ chỉ cần thuận lợi, bệnh 5 tiến 1 để hậu thuẫn nhau. Đánh tưởng nước cờ rất chắc chắn, Trương Ngọc Triều làm khó được Tưởng Xuyên. Có vẻ như ngay từ đầu vì một cách giao quân không tốt, đánh giá tình hình không được tròn trịa, mà Tưởng Xuyên chẳng những mất đi thế tiên cơ, mà hình cờ lúc này cũng hoàn toàn rơi vào thế chủ động. Thậm chí là gì, Tưởng Xuyên còn không thể nào có cơ hội đưa đôi mã này được qua hà, đừng nói tiêu chuyển để tổ chức tiến công hay là thế tiên thổ. Trong hình cờ này, Tưởng Xuyên đưa tướng quân xuất lộ bên kia. Trương Ngọc Triều lấy xe 5 bệnh 3. Tưởng gấp gáp sĩ 6 tiến 5 cùng khối trận địa. Rời Trương lại rời xe về. Tưởng cũng dùng mã 4 tấn 2 đánh tất cả với những gì còn lại. Còn Trương thì dùng mã quay đầu ngay. Nước cờ không đơn giản, chuẩn bị là gì, dùng xe này chém luôn cả Tưởng. Tưởng Xuyên sớm bại, cho nên buộc lòng dùng tướng quân quay đầu. Và Trương Ngọc Triều bình nằm tiến 1. Càng lúc thì càng khó khăn hơn. Mặc dù họ Tưởng đã làm tất cả những điều có thể để trận địa của mình thêm phần vững chắc, sĩ tới đây đã được gá lên đầy đủ, đôi Tưởng cũng liên kết nhau. Nhưng tại vì thế quân của đối phương quá lớn mạnh, xe pháo mã chốt, Trương Ngọc Triều càng đánh càng nghiến. Tưởng Xuyên thật sự đã sớm vất vả. Tới đây, việc dùng binh 5 mà tấn lên chẳng khác nào là Trương đã chủ động phế đi phó đường 6 cả. Nhưng Tưởng Xuyên lấy xe này tiêu diệt,
thì liệu rằng có thể nào ổn? Thật ra cũng chẳng hề khó khăn để chúng ta có thể nhận ra một đòn đánh vô cùng hiểm của Trương Ngọc Triều. Binh năm tiến một, mã này đang còn bất luôn cả xe, bởi vậy chiến tướng còn lại kiểu gì cũng phải ra đi cả. Nhưng chơi hết, cho dù có tháo chạy bất kỳ một cửa nào, thì không phải là dùng một pháo vừa rồi mà Trương đổ đi đôi tưởng của Tưởng Xuyên, mà tới đây là một đòn cờ xét cổ. Hoặc là xe 4 bệnh sang những vị trí còn lại đều sẽ bị xe này chém tường. Tướng tấn lên, rồi mã 4 tấn 2 tuyệt sát, thấy trước mà không tài nào có thể đỡ nổi. Bởi vậy cũng là lý do cho nước cờ tiền chốt rất cao của Trương Học Triều mãnh tướng tới từ Quảng Đông. Tưởng Xuyên tới đây, mã 2 tấn 3 còn nước thì còn tát, gây áp lực, pháo của Trương rút chạy tạt sang lộ bên kia, đe dọa chọc đáy ngay. Nếu như lựa chọn lấy xe này theo thì sao? Biến cờ thực chiến giúp chúng ta trả lời. Còn trước mắt thì tưởng 7 ném lên, giờ Trương đưa ngựa phóng qua nằm ám phục, và Tưởng Xuyên đã theo xe ngay. Tới đây cũng là một đòn cờ với thứ tự trước sau. Còn nếu như ở trước pháo nhảy qua, quân tưởng này vẫn còn, thì mã 4 vân tấn 2 giữ cân đường, rồi pháo vẫn có thể chọc chiếu như thường. Bởi vậy quân tưởng trước sau cũng phải ném lên mà ngăn cản. Còn tới đây, Trương Ngọc Triều dùng tưởng 5 thoái về đường 7, tiến công nhưng cũng chẳng thể nào xem thường đối thủ. Nếu như để cho Tưởng Xuyên dùng mã này chém tưởng, thì Trương Ngọc Triều sẽ phải dừng đợt tiến công này lại, quay về để giải sát ngay. Cho nên cờ này Tưởng Xuyên lấy xe 9 bình 8 đánh đuổi, ngựa của Trương mã 2 đã tấn 1. Giờ chuẩn bị là quay về ở vị trí ngoa tàu. Tới đây, nếu như Tưởng Xuyên dùng xe này rút chạy về một mạch, hỏng để cấm cản mã, thì việc của Trương sẽ làm được chuyện gì? Thật ra là như vậy sẽ tự mình chuốc lấy hoàn cảnh khó khăn, khi đây là một thế tàn. Hơn ai hết, một quốc thủ hàng đầu như Tưởng Xuyên là người rất đối an tưởng. Tới đây Trương Ngọc Triều chỉ cần pháo 1 bệnh sửa ngay, tướng quân phải vào trung lộ, giờ tiếp tục lấy xe 3 bệnh 7. Chắc chắn một trong hai mã của Tưởng Xuyên đành phải mất mạng, và bàn cờ đơn giản hóa thêm một nước. Hoặc là gì lấy xe này tiêu diệt trước sau cũng cần phải làm, thì xe này chém mã trên cao, bắt mã phía dưới, quân ngựa này có nhảy đi đằng hướng nào, thì tàn cuộc còn lại là xe, pháo, mã chốt, và Tưởng Xuyên sẽ sớm tàn tưởng. Đây là điều khó tránh khỏi. Chắc chắn Trương Ngọc Triều chỉ cần dùng một chốt này đổi đi một nửa kinh thành, một chốt đổi một tưởng, một sĩ, Tưởng Xuyên chỉ còn xe mã chốt, rất khó để cầm cự với thế liên kết kiểu này. Đặc biệt là hình trận không hề có tiền đồ gì sán lạn, khi mà quân xe ở đường biên gần như chui vào vị trí ban đầu, còn chưa kịp để lăn bánh lần nữa thì e rằng đã bại từ lúc nào. Cho nên đó cũng là toàn bộ lý do cho nước cờ dùng mã này nhảy lên, mà Tưởng Xuyên không thể nào quay xe về một cách tùy tiện. Tới đây đầu tiên tưởng 9 đã tấn 7 liên kết nhau, nhân tiện pháo đường biên lúc này cũng đã bị kê cản, và việc dùng xe quay về thì quân ngựa này đang còn bị đánh bắt trực tiếp. Và tới đây Trương Ngọc Triều dùng mã 1 thoái về đường 3, Tưởng Xuyên lại rời xe về đánh một cách giáo giết, thì Trương cũng chỉ cần đưa ngựa của mình rút chạy. Nhất tiễn song điều, có thể nói như vậy, xe hoặc là có thể chém tưởng, hoặc là lấy xe 3 bừng sang đường 7. Nhưng nguy cơ này sẽ lớn hơn, cho nên đó cũng là lý do Tưởng Xuyên buộc phải đưa một trong hai mã của mình rút chạy, tiến thẳng đường 2. Và Trương cứ vậy dùng xe này ủi luôn cả tưởng, rồi quân tưởng còn lại e rằng cũng khó giữ mạng, cho nên tưởng lại phải dùng xe này tấn lên để giam cầm. Và thấy vậy Trương dùng pháo chầm đáy ngay, không thể nào ngăn cản đối phương dùng xe này để liên công, cho nên việc tướng 6 vào trung lộ trở nên quá nguy hiểm, chẳng khác nào cũng rắn về cắn gà nhà. Để nguyên vậy mà Tưởng Xuyên đưa ngựa nhảy lên đôi mã, có thể tạo ra một trạng thái liên hoàn, ít nhất là có một chiến binh đã qua sông, nhưng hoàn toàn cũng chẳng hề có quá nhiều tác dụng. Tới đây có lẽ rằng tìm cách để thông đổi, tạo ra một cuộc cờ hòa, mặc dù biết là cơ hội còn ít ỏi, nhưng khó mà làm được. Trương Ngọc Triều đã dùng xe này tuần chiếu ngay. Giờ đoàn tường 6 tấn 1 thì Trương dùng mã 4 quay đầu đánh đuổi. Điều này cũng đồng nghĩa việc Trương chấp nhận mất chốt ở trung lộ, nhưng tưởng dùng xe này tiêu diệt sớm bài. Tại vì Trương chỉ cần mã 3 tiến 1 thì tam tử quy biên đã quá đủ để tạo ra một cơn nhiễu loạn. Và tới đây mã 1 tấn 2 xuất cục, cho nên Tưởng Xuyên chỉ còn cách lấy xe 5 bình 8 ngay. Đây là phương án thứ nhất, thì sẽ bị mã 1 tấn 3. Và đương nhiên rằng chỉ còn cách là xe này cảm tử, rồi thành ra một thế thua, không cần phải đánh nữa. Cho nên cũng là lý do không thể nào tả xe sang, mà chỉ còn đúng lựa chọn là sĩ này tấn lên, cũng mà chạy đằng trời. Khi mã 1 tấn 2, tướng quân phải vào, rồi chiếu tiếp.
tướng quay về, rồi mã 2, tuấn 3 và xuất cục. Cho nên đó cũng là lý do mà đã ra tới hình cờ vừa rồi thì gần như Trương Ngọc Triều đã cực kỳ thông thạo về từng đường đi, nước bước. Tưởng Duyên đưa tướng thượng lầu thì Trương dùng mã quay về phế chốt, nhưng tưởng không thể nào dùng xe này lệch đi đâu được cả, chém chốt thì thua, mà phải để ngăn cản nước cờ dùng mã 3 tuấn 1 của đối phương, chỉ còn cách lấy xe 8 tạt biên. Và Trương Ngọc Triều mã 3 phi vào trung lộ cách còn lại, nhưng độ hiểm thì vẫn tương đương, khi mà dùng mã 5 tiến 3 chẳng khác là bao cả, đằng nào thì cũng phải dùng tới đòn cảm tử, thậm chí lúc này còn sớm bại hơn khi đối phương còn nguyên binh 5, cho nên lại phải xin này tuấn lên, tướng quân có thể vào, nhưng chốt chỉ cần lạch sang một nước để chờ đợi. Hẳn nhiên là gì? Chốt này chém gì? Chỉ cần một xe, một chốt, một pháo cũng đã quá đủ. Cho nên tới đây chỉ còn lựa chọn lấy xe này tiêu diệt vào. Và Trương Ngọc Triều dùng mã này nhảy chiếu tướng quân vào trung lộ. Chiều tiếp, tướng quay về, rồi đưa mã 3, tuấn 2 nằm ám phục. Và tới đây nhận thấy không thể nào tìm ra cách để chống đỡ nổi xuất cục, cho nên Tưởng Duyên buông bàn, nhận thua. Còn nếu như dùng hết sức để vớt vát, hoặc là xi 4 thoái 5, xe này tuần chiếu, xi rời, rời tiêu diệt, tướng thượng lầu, thì pháo biên rời về cũng mất mạng. Còn nếu như phương án khác là phải đưa tướng quân tháo chạy, còn để nguyên vậy thì xe 3 tiến 1, tướng leo lầu, rời pháo biên quay đầu. Tới đây, tháo chạy lộ bên kia, xe chỉ cần tuần chiếu ngay, tướng phải thưởng, rời mã nhảy. Tướng mà vào trung lộ thì xe 3 quay đầu, còn tướng thoái 1, mã này diệt tưởng trước, tướng phải lên, rồi tiếp tục nhảy chiếu. Tướng quân tới đây, nếu như thoái 1 thì xe này chỉ cần rời về xuất cục. Còn nếu như dùng tướng vào trung lộ cũng vậy cả, khi xe 3 quay đầu vào lập công. Một trận cờ với pha phản pháo rất ngoạn mục của Trương Ngọc Triều trước một đặc cấp quốc tế đại sư, một quốc thủ hàng đầu của kỳ đàn Trung Hoa. Còn cũng ở giải đấu này là lần gặp giữa chuyên gia bố cục Diêm Văn Thanh và Úy Cường. Trong cuộc, Diêm lãnh tiền pháo sĩ giáp, Úy Cường dùng mã 8 tấn 7, Diêm đưa binh tấn 1 kiểm chế ngay. Úy giữ xe thì Diêm mã 2 tấn 3 ra trận. Úy tới đây đưa pháo tạt biên tam bổ hộ, Diêm mở chốt còn lại thành lưỡng đầu xả. Úy lại chốt đề pháo để đe dọa. Tượng 7 đã tấn 5 giải quyết, Úy Cường mã 2 tấn 1 đơn để mã, chỉnh tề quy củ. Còn Diêm Văn Thanh thì phản cung mã trần, tức là mã 8 tấn 7. Úy tới đây xe 1 bệnh 2 đánh đuổi, mã 7 thúc vội lên cửa hạ tiên phong để nhập cuộc. Thấy vậy Úy đã xe 8 tấn cửa hạ để ngăn chặn, quân ngờ này nhảy lên thì được, nhưng đường phát triển về phía trước đều đã bị chặn đứng cả. Câu trả lời của Diêm Văn Thanh là mã 3 tấn 4 ngay, liên kết nhau để chuẩn bị hoặc là dùng mã này tiêu diệt một binh ở giữa trung lộ, hoặc là mã 6 đảo xuyên đường 4 ngay. Những lối cờ cũng khá quen thuộc, nhưng Úy Cường cũng không phải tay vừa, lấy cương để chế cương. Pháo 3 bình vào trung lộ đáp trả, đe ngược vào binh, khó mà giữ nổi, tại vì dùng ngựa quay đầu chẳng khác nào trao tặng cho đối phương một pháo đường 8 cả. Xi 6 tấn 5, rồi Úy lấy pháo này tiêu diệt, và Diêm Văn Thanh đưa ngựa nhảy qua. Mã còn lại của đối phương đang bị đe dọa chính là một điểm có thể đền đáp, Diêm Văn Thanh sớm chấp nhận. Mã 7 rời về trung lộ nhập cung, rồi Diêm lại hoành xe chiếm sườn. Lúc này Úy đã bệnh pháo vào, tạo ra một cuộc đổi gần như khó tránh khỏi. Nhưng tới đây, để lâu dài vậy thì quân ngựa này toi mạng là đầu tiên, mà việc phát triển nhảy qua đã bị mã trung tâm của Úy ngăn chặn, cho nên lại phải đưa ngựa quay đầu. Bố cục của Diêm Văn Thanh cũng vì vậy mà sớm trở nên tán loạn. Tới đây, Úy Cường bệnh nằm tiến 1, đơn giản nhưng rất hiệu quả. Bình Nam tiếp tục lại qua hạ thêm một nước, làm sao đôi ngựa này tháo chạy đồng lúc được. Câu trả lời của Diêm, bình 3 tiến 1, rồi lấy xe này thủ tiêu. Diêm nhờ vậy mà xuất động được chủ lực, Úy tới đây đã xích pháo để tiêu đổi. Diêm bình pháo sang. Đôi pháo ở đây mặc dù đứng đối diện nhau, nhưng hẳn ở trước Diêm Văn Thanh là người ra tay, thì pháo đường 8 mất mạng, và kiểu gì bố cục của ông cũng thêm phần lồng cùng. Nhưng tới đây sau đòn cờ tiêu đổ vừa rồi cũng là cơ hội để Úy Cường có thể xem xét nếu như binh 5 tiến lên thì sao. Thực ra là còn chờ sẵn cho thủ đoạn này. Việc của Diêm là dùng mã 4 thoái về đường 2 nhờ xe này yểm trở, nhân tiện đánh đuổi xe, rồi đưa mã là quay về nhòm pháo trung lộ phản kích. Cho nên Úy Cường đã tìm cách khác là xe 7 tấn 1 đánh đuổi. Quân ngờ này đã phóng qua tạo thế kích đổi, nhưng đổi quân thì quân xe 7 của Úy sẽ mất mạng.
Cho nên tới đây, ý đầu tiên C7 bình vào đuổi pháo, thì CN của Diêm đã tấn lên nhầm lại pháo trung lộ. Pháo này rời 1, rời Diêm mã 5 tiến 6 ngay. Xem như cũng chẳng còn cách nào để tháo chạy, phóng lao phải theo lao. Lúc này đang còn trực tiếp bắt lấy C2, xe của ý lại tấn lên ngay cửa hà. Đơn giản nhất là bình vào đóng cửa cải then. Thứ nhất là mã sau bị đe dọa, và thứ hai, kể cả quân xe còn lại cũng như chiến mã phía trên cũng sẽ bị giam cầm. Hoặc là thủ đoạn đơn giản hơn nữa là C6 tiến lên đổ chết pháo của Diêm. Tất cả những phương án này xảy ra, Úy Cường có một cuộc cờ thường ưu hoàn toàn. Cho nên Diêm binh 7 tấn 1 thí luôn cả chốt, rồi Úy lấy xe này thủ tiêu. Diêm dũng mãnh dùng mã 6 phát triển thẳng vào giữa trung lộ, vừa bắt lấy xe. C3 bình 2 rồi tiếp tục lại tập kích xe còn lại. Mã nhập cung tường khốn cùng, đây cũng chính là cơ hội cuối cùng có thể phản kích của Diêm Văn Thanh. Còn nếu như bàn cờ này ra một thế tàn, e rằng thua tới tận 3 quân chốt, làm sao mà Diêm có thể tiếp tục. Tới đây, Úy Cường dùng mã 1 thoái về đường 3, tìm cách để ngăn chặn. Đôi ngựa chính là bàn đạp để phòng thủ, không thể nào lãng quên. Tới đây Diêm Văn Thanh mã 5 tấn 7, nhưng cũng chỉ là hữu kinh mà vô hiểm. Việc của Úy là gì? Dùng xe này chém luôn cả pháo, lợi quân. Diêm cứ bỏ mặc vậy, quyết một phen tất tay, dùng mã 6 thoái về đường 7 chém chốt. Rồi Úy Cường dùng mã 5 tiền 4 để trả lại. Còn nếu như chẳng, quân xe đục vỏ sĩ đáy, làm sao mà đỡ nổi. Tới đây Diêm dùng xe này tấn lên đòi lại quân trước, rồi Úy sĩ 6 tiến 5 giải sát, và đương nhiên cũng là hoàn sát. Khi tướng chỉ cần xuất cung, cơ trời mà đỡ nổi, tức là dùng xe 6 tấn 2. Cho nên sẽ phải tìm phương án để hóa giải. Tới đây Diêm Văn Thanh đã dùng xe 6 để quay đầu. Nếu như chủ động đưa tướng quân xuất cung, e rằng Úy Cường chẳng những không thể nào tạo ra thế sát mà còn sớm bại. Về phía của Diêm còn có một đòn đơn giản, cảm từ pháo trung lộ. Binh này tấn 1 thì quân xe này của Úy cũng phải toi mạng, mất một pháo và thế công cũng đã không còn. Cho nên Úy Cường những gì còn lại không thể nào tiếp tục mà thi triển. Cho nên đó là lý do không thể nào đưa tướng quân xuất vội. Tới đây Hậu Úy đã dùng xe quay đầu thoát khỏi hiểm địa, và cũng như đánh đuổi vào mã của Diêm. Nhưng tới đây quân ngựa này phóng đi về đâu thì ổn nhất. Quyết định của Diêm khá táo bạo, dùng mã 7 phi vào trung lộ. Khi mà quân ngựa còn lại đang còn bắt xe, cho nên cũng chẳng ngần ngại mà phế đi một mã của mình. Nhưng Úy làm sao? Mã 3 tiến 5 chính là câu trả lời, phế bỏ luôn cả xe trục 2. Diêm phóng lao theo lao, dùng mã này tiêu diệt, thì Úy Cường đưa tướng quân xuất cung để đe dọa, xe này sát ngay. Cho nên Diêm đành phải trả lại một xe cho đối thủ. Bình 5, binh này tấn 1, và bàn cờ đã ra một thế tàn, mà Úy Cường chính là người thành công hơn. Khi tới đây dư tới tận 2 chốt, cho nên Diêm Văn Thanh càng đánh sẽ càng bất lợi. Lựa chọn của ông gấp gáp là xe 6 dâng lên 3 nước quản lý binh của mình. Còn nếu như không câu chuyện ngược lại thì sẽ thua. Tới đây Úy dùng binh 7 tấn 1, và Diêm lại điều xe sang. Úy tường 7 ném lên biên ải giữ lại. Rồi Diêm đưa ngựa quay đầu đuổi chốt, chốt lại sang, và tiếp tục dùng mã này phóng lên, chốt chỉ cần vào trung lộ, và lại quay về hình cờ cũ. Nhưng theo luật cờ, quân ngựa này cứ bắt mãi chốt như vậy thì không được phép. Cho nên Diêm đành phải tự thay đổi, bình biên tiến 1. Rồi Úy dùng xe này tấn qua, nhằm luôn cả chốt còn lại. Chắc chắn là sẽ bại, bởi vậy phải giữ lại bằng được. Diêm có một thế cờ tàn đầy vất vả. Tới đây Úy Cường mã 5 tiến 7, giữ được chốt, nhưng làm sao để có thể ngăn cản đối phương đưa tiếp mã qua hà trở công. Tới đây lại phải tiếp tục lấy xe 1 chiếm vào trung lộ, chuẩn bị là dâng xe lên gây khó dễ. Cho nên Úy Cường đã rời xe về chuẩn bị, và Diêm dùng xe này tấn lên. Thì việc của Úy là dùng mã 7 tiến 5 phát triển, Diêm có thể dùng xe này chém chốt, đe thưởng. Úy chỉ cần bỏ mặc vậy, dùng mã 5 tiến 6 ngay. Chuẩn bị sẽ là liên công, và Diêm Văn Thanh dùng xe này đoạt tưởng, đối công kiếm tìm cơ hội. Úy tiếp tục dùng mã này nhảy chiếu, tướng quân xuất cung, và xe 6 dâng hai nước đánh đuổi. Nhưng hẳn nhiên không phải chỉ mỗi vậy, tại vì lấy xe 1 bẩn sang để giữ can, thì lúc này xe chỉ cần vỗ sang, đằng nào quân ngựa cũng phải quay về bọc lót, rồi cứ nằm chết dí vậy, chừng nào mất mạng thì thôi. Cho nên đó là lý do Diêm Văn Thanh dùng mã 7 thoái đường 8. Úy không buông tha, bẩn xe sang, mã buộc phải quăng lên bọc lót, rồi đưa ngựa quay đầu về, hoặc là sẽ tiêu đổi, hoặc là bịt eo tưởng,
để binh cũng có thể qua được hả? Diêm thấy đây lại rời xe. Úy tiếp tục lệnh cho sang. Thêm hai nước cờ nữa, quân ngựa này cũng khó mà toàn thay nổi. Cho nên Diêm bình xe vào, tướng quân vào trung lộ, rồi tiếp tục rời xe, binh này tấn một. Và quyết định đưa tưởng quay đầu, hòng là lấy xe này tiêu diệt vào mã mới đổi. Nhưng quân ngựa của Ý chỉ cần tháo chạy thoát lấy thân. Đằng nào tới đây thì đối phương Diêm Văn Thanh cũng phải tìm cách để hóa giải. Binh này chỉ cần tiến một gọi án tử, cho nên tướng giáo về vào trung lộ. Ý chỉ cần dùng binh tấn một đánh đuổi, ngựa này chỉ còn đúng một chốn mà thôi, quay về hướng còn lại. Rồi mã 4 tấn 2 đè rất cục, ép buộc là sĩ này phải dỡ lên. Nhưng nếu như là lựa chọn dương đường 6 thì chốt tiêu diệt không ngần ngại cũng bại. Còn nếu như lựa chọn nhảy lộ bên kia thì càng khó khăn để chiến ngựa này ra trận. Cho nên lại đảo sĩ về, mã nhảy chiếu, tướng thượng lầu điều chốt vào. Và Diêm lực bất tổng tâm đã buông cờ nhận thua. Những màn tấn công vô cùng ấn tượng của những đại cao thủ